Rồi, đây là mục tiêu của cái môn này. Tôi muốn các em là sau khi mình học xong rồi, thì thứ nhất là các em hiểu được các bước cần làm để đập ngõ vào, để điều khiển ngõ ra, vân vân. Chúng ta muốn thực hiện những cái thao tác cơ bản của một cái hệ thống điều khiển thì chúng ta phải làm những cái bước nào. Thứ hai là các em muốn sử dụng cái timer để lập trình, để đáp ứng thời gian thực gì đó, thì những cái bước mà cần thực hiện thì các em phải liệt kê ra được những cái bước đó. Chúng ta nắm được những bước đó và chúng ta có thể thực hiện được. Thứ ba là ở trong cái môn này chúng ta sẽ học hai cái kiến trúc lập trình khác nhau, hai cấu trúc lập trình khác nhau. Thứ nhất là siêu độc lập, ví dụ như thế này. Thứ hai là hệ điều hành đúng. Và chúng ta hiểu được cái sự khác biệt giữa hai cái cấu trúc này và chúng ta liệt kê ra được những ưu điểm và khuyết điểm giữa hai kiến trúc này. Thứ tư là chúng ta lập trình được cho hệ thống nhiều trạng thái. Chúng ta trình bày được cái cách để mà chúng ta cài đặt, để lập trình được cho các hệ thống nhiều trạng thái. Thứ năm là chúng ta phân tích được cái nhu cầu cần thiết kế để mà chúng ta có thể thiết kế được cái hệ thống. Chúng ta vẽ được lưu đồ, chúng ta viết được chương trình điều khiển để đáp ứng những cái yêu cầu thực tế, những yêu cầu điều khiển thực tế. Thứ sáu là chúng ta có thể xác định, mô tả và giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Và thứ bảy là chúng ta có thể phân tích cái vấn đề đó, chúng ta tiến hành các thí nghiệm, chúng ta phân tích dữ liệu dân, chúng ta diễn giải, chúng ta đánh giá kết quả. Và cuối cùng là tôi muốn là các em phải làm việc trong một nhóm để mà chúng ta giải quyết được những vấn đề phức tạp, và chúng ta phải làm việc hiệu quả để giải quyết tốt cái vấn đề trong thực tế. Đó là 8 cái mục tiêu mà tôi muốn các em đạt được sau khi mình học xong cái môn này ha. Riêng về cái chương số 1 này chỉ là cái chương giới thiệu thôi. Tuy nhiên tôi muốn các em sau khi mình học xong chương này thì mình đạt được những mục tiêu sau. Thứ nhất là chúng ta biết được mục tiêu của cái môn học này. Chúng ta liệt kê ra được là bao nhiêu mục tiêu và mục tiêu đó là cái gì. Thứ hai là chúng ta xác định được một cái hệ thống nhúng thì nó sẽ bao gồm những cái bộ phận nào. Chúng ta liệt kê ra được. Thứ ba là chúng ta giải thích tại sao chúng ta chọn cái con người điều khiển Cortex-M3 và chúng ta chọn cái ngôn ngữ lập trình là C để chúng ta phát triển hệ thống nhúng. Thứ tư là chúng ta giải thích được mối quan hệ giữa các cấp ngôn ngữ, đó là ngôn ngữ C, đó là ngôn ngữ cấp cao, và hợp ngữ là ngôn ngữ cấp thấp, và ngôn ngữ máy là cấp thấp nhất. Và thứ năm là chúng ta giải thích được lý do tại sao chúng ta phải sử dụng cái cấu trúc siêu độc lập để chúng ta lập trình. Đó là 5 cái mục tiêu mà tôi muốn các em đạt được sau khi các em học xong chương này.